Hello, xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với không gian của Starlit tối chủ nhật ngày hôm nay. Và như thường lệ thì Sugar và Hòa Hợp hôm nay cũng sẽ có cơ hội chào đón đến với phòng thu của Zone FM một nghệ sĩ khách mời để có thể chia sẻ những cái câu chuyện về những cái sản phẩm âm nhạc mới cũng như những cái điều mà chưa từng bật mí về nghệ sĩ này. Thế có lẽ là bây giờ không để cho quý vị phải chờ thêm lâu nữa, Sugar sẽ mời nghệ sĩ khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay lên tiếng được không ạ? Xin chào Sugar và tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Vũ Cát Tường. Wow, đã rất lâu rồi thì Sugar mới được gặp lại Vũ Cát Tường ở trong phòng thu của Zone FM. Yeah. Nay Tường lên Tường thấy phòng thu của Zone FM có thay đổi gì không ạ? Vẫn cool, vẫn rất là trẻ trung và có thêm cái miếng kính này có lẽ là bởi vì là an toàn là trên hết. Dạ, và em cũng hy vọng rằng là cái tần suất mình gặp lại nhau sẽ được nhiều hơn nữa, bởi vì cũng đã một năm rồi thì Vũ Cát Tường mới cho ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc mới. Thì hy vọng rằng là hôm nay cũng sau một cái thời gian mới quay trở lại với phòng thu của Zone FM thì Tường cũng sẽ có chia sẻ nhiều hơn để quý vị thính giả cũng đỡ nhớ Vũ Cát Tường nhiều hơn. Thì em nghĩ là chắc là mình sẽ giới thiệu một chút về cái bài hát mới nhất mà mình mới ra mắt thời gian gần đây đi ha. Thì em thấy nó có một cái tên khá là đặc biệt, đó là Hành Tinh Ánh Sáng. Mà nói chung là cái nội dung ấy thì em nghĩ đây là một cái bài hát nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là kiểu trọn vẹn tình cảm ấy. Nhưng mà sao Tường lại có cái cảm hứng như thế nào để Tường chọn một cái tên là Hành Tinh Ánh Sáng? Thật ra Tường nghĩ cái tên Hành Tinh Ánh Sáng cũng hơi làm khó khán giả của mình để trong cách người ta tìm kiếm. Có thể là nếu là em bé hay em gì đó thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà Tường hay nói với fan của Tường là Tường không phải ở trái đất mà Tường đến từ Hành Tinh Ánh Sáng. Và thật ra là câu nói bông đùa thôi, nhưng mà thật ra nó cũng mang một cái ý tứ của Tường. Bởi vì là Tường cảm giác như là cái con đường mình đi hay là những cái việc của mình làm á, đôi khi nó khá là không có đi cùng với đám đông. Và nhưng mà luôn luôn ở đâu đó nó cũng vẫn tìm để được cái gọi là cái ánh sáng của Tường. Và Tường muốn làm, và bởi vì là cái bài hát này nó nằm trong một cái EP nghĩa là mini album sắp ra mắt của Tường vào ngày 18 tháng 11 sắp tới. Có tên là 1 triệu năm ánh sáng. Cho nên là Tường nghĩ là nếu mà mọi người đã thấy Hành Tinh Ánh Sáng lạ thì Tường không biết là mọi người sẽ đón nhận cái mini album của Tường, cái EP của Tường như thế nào nữa. Mà lại 1 triệu năm ánh sáng nữa. Vâng, tin rằng đây cũng là một cái tên là rất là tò mò. Vâng. Không biết là 1 triệu năm. Thế thì 1 triệu năm là mình có tổng cộng là bao nhiêu những cái bài hát ở trong cái mini album này? Trong cái mini album này thì nó sẽ có là tổng cộng 5 bài. Hành Tinh Ánh Sáng các bạn nghe rồi. Bài tiếp theo là Tìm Hành Tinh Khác. Tiếp theo là bài Phi Hành Gia Cô Đơn. Trời. Và bài chủ đạo của album là 1 triệu năm ánh sáng. Và thêm một bài bonus là bài tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh của bài Hành Tinh Ánh Sáng là tên là Planet E. Có cả Phi Hành Gia Cô Đơn. Đây cũng là một cái tên nó rất là ấn tượng. Thì Sugar hy vọng rằng là ngày 18 tháng 11 tới đây, khi mà cái EP này được ra mắt, thì quý vị cũng sẽ có cho mình để thử xem là cái hành tinh mà Vũ Cát Tường mà đang ở trên đó, đó đưa đến cho mọi người như thế nào. Mời mọi người lên chơi. Một triệu năm ánh sáng, tôi tin rằng là sẽ đến với quý vị rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Rồi thế thì em nghĩ là chắc bây giờ mình sẽ còn rất nhiều những cái câu hỏi nữa mà em muốn hỏi, muốn tò mò về hành tinh ánh sáng của Tường, vì em chưa có được lên đó. Em vẫn ở trái đất thôi, chưa lên hành tinh kia. Và lúc nãy thì Cát Tường cũng có nhận ra là phòng thu của Zone FM là hôm nay có trang bị thêm vài những cái dụng cụ, những cái vật để mà có thể đảm bảo an toàn. Thế nên em thấy rằng là từ đầu năm 2020 đến giờ thì mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều thứ bởi dịch bệnh này, rồi vừa rồi là miền Trung thì gặp bão lũ nữa. Thì cái việc mà nó có ảnh hưởng như thế từ đầu năm cho đến tận thời điểm mà bây giờ gần cuối năm rồi, thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái việc sản xuất âm nhạc và làm ra cái EP này của Tường nhiều không? Tường nghĩ là khá là nhiều những cái dự án, dự định của Tường. Năm nay Tường có một cái dự định đi Mỹ để viết nhạc. Thì chắc chắn là không bạn thấy là giữa năm là đáng lẽ là nó plan là tháng 6 năm nay là Tường đi là đã lùi rồi, và cả concert của Tường cũng không thể làm được. Với một cái sức chứa mà trên 1.000 người thì Tường nghĩ là không được phép. Và thực sự là nó cũng có công văn là chưa được phép ở một cái mức độ như vậy. Và tiếp theo nữa là khi mà cái dịch bệnh này nó xảy ra thì
Nó có cái hay mà nó cũng có cái thách thức rất là lớn. Dĩ nhiên các bạn thấy là những doanh nghiệp lớn, cả những người nghèo, những người đang phải chật vật với cuộc sống thì họ phải mưu sinh vất vả hơn. Và kể cả Tường trong cái hoạt động nghệ thuật của không chỉ riêng Tường mà tất cả những nghệ sĩ khác đều phải bị đóng băng. Và riêng về phần sản xuất của Một Triệu Năm Ánh Sáng thì nó cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là khi mà càng khó khăn hơn thì tất cả mọi thứ nó phải càng dựa vào cái thực lực và cái bản lĩnh của cái người đó. Rõ ràng các bạn thấy là thì trong cái bài Hành Tinh Ánh Sáng này và cái EP sắp tới của Tường, Một Triệu Năm Ánh Sáng, là chỉ gói gọn lại là tất cả những bài này vẫn là do một mình Tường sáng tác và chỉ chọn một thêm một người anh em nữa, hai người anh em nữa là một người để mà hòa âm phối khí hết nguyên tất cả những bài đó, và thêm một người nữa mix master, có nghĩa là gói gọn lại ekip rất là cô động để mà làm được ra cái sản phẩm, làm sao để mình vẫn sáng tạo. Chứ còn nếu mà thật sự không có dịch thì có lẽ Tường, mọi người đã không thấy Tường năm nay ở đây rồi, Tường qua bên kia rồi, Tường làm nhạc rồi, các thứ các kiểu, nhiều thứ nó đang chờ mình. Nhưng mà nó cũng là một cái thử thách để mình biết là ở cái điểm nào, ở cái giai đoạn nào, dù cho khó khăn thì mình vẫn phải sáng tạo được. Vâng, em nghĩ nhiều khi mình làm bình thường á thì mình sẽ có đầy đủ ekip, tức là mỗi người sẽ có những cái sự chuẩn bị, có thế mạnh riêng thì mình sẽ cảm thấy là cái chuyện nó cũng khá là trôi chảy. Mình đôi khi mình cảm thấy nó cũng hơi thường thường so mình xíu. Nhưng bây giờ chỉ có 3 người thôi thì cùng với Tường mà làm ra được một cái EP mà 5 bài hát như vậy thì em tin rằng là đó cũng sẽ là một cái khó khăn để mà mọi người phải kiểu như là rất là quyết tâm á. Nhưng mà cái này em tò mò nè, nếu mà Tường đi qua Mỹ á thì cái là cái không gian rồi cái cách làm việc của Tường nó khác như thế nào mà Tường phải bay xa như vậy để sang bên đó để viết nhạc? Thật ra là cái khó bây giờ nó không phải là như bạn biết là một cái bài hát á, thì nó có công đoạn là một là viết, tiếp theo nữa là sản xuất. Sản xuất nghĩa là mình làm beat này, rồi mình mix master, rồi tiếp theo nữa mình mới thu âm. Đấy. Thì khi mà cái công đoạn mà khó nhất là cái công đoạn mà viết. Tại vì sao? Tại vì nếu mà Tường ở bên đây, những cái người đồng sáng tác với Tường ở bên kia thì chúng tôi sẽ không thể nào mà hiểu được cái có nghĩa là phải artist mà, nghệ sĩ mà, mình phải ngồi lại với nhau, mình phải cảm được nhau thì mình mới viết ra được cái gì đó rất là Vũ Cát Tường được. Và cái cách họ làm việc cũng hoàn toàn khác với cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Thì năm 2019 vừa rồi Tường đã qua Mỹ, Tường làm cái album song ngữ Enemy. Thì trong Enemy thì Việt Nam có nghe được một bài của Tường, là Tường ra MV đó là Có Người. Thì ngoài bài đó ra thì có 3 bài, 8 bài, nhưng mà có 3 bài là hoàn toàn là tiếng Anh, Tường viết chung với hai cộng sự của mình. Thì năm nay đang này là plan là kế hoạch là mình sẽ có một cái chuyến đi Mỹ thật sự để mình viết với những người cộng sự ở bên đó. Bởi vì qua lần làm việc đầu tiên với Tường thì họ đã rất là welcome. Tại vì thật sự mà nói, khi mà mình nói là mình từ Việt Nam, họ không biết là ở Việt Nam có cái gì. Họ không biết âm nhạc Việt Nam là như thế nào. Nước bạn sao rồi, ủa bên đó âm nhạc như thế nào rồi, bạn cho tôi coi những cái bài bạn live ở trên cái concert của bạn hay không. Nghĩa là họ hoàn toàn không có một cái ý tưởng gì về âm nhạc Việt Nam cả. Nhưng mà lúc mà Tường qua, Tường nói chuyện với họ như vậy á, kiểu giới thiệu là tôi là cũng Cát Tường, tôi đến từ Việt Nam đấy, ngoài cái việc là Tường show ra cho họ những cái bài hát mà Tường sáng tác rồi đi, thì em thấy là cái yếu tố hiện đại đó, văn minh rồi quốc tế. Nhưng mà có bao giờ họ hỏi Tường là thế ví dụ như Việt Nam là có kiểu dân ca như nào hay là cái gì truyền thống? Tường thì chỉ cần Tường cho nó là tại vì là nhạc như là tôi đang làm á, thì nó không phải là gọi là duy nhất ở Việt Nam, mà nó có rất là nhiều dòng nhạc khác. Và cái traditional gọi là folk song, có nghĩa là nhạc của Việt Nam, truyền thống của Việt Nam, thì có là dân ca cải lương. Ủa cái đó là cái gì vậy? Xong nghĩa rồi là họ có thử hát không? Nó từ không hát, từ chỉ show cho họ coi thôi. Tại vì là họ cũng sẽ không hiểu quá nhiều. Họ chỉ biết là có một cái đất nước như vậy và mình chưa hề nghe được âm nhạc của họ. Nhưng mà thật sự thì đối với khi mà đặt chân qua Mỹ, đặc biệt là Hollywood, khi mà làm việc với họ thì bạn không thể nào bạn show off, bạn kiểu là tôi là nghệ sĩ hạng mấy, hạng A, hạng B, hạng C gì rồi, tôi rất là nổi tiếng ở Việt Nam hay là như thế nào đó.
mà họ quan trọng nhất là cái thực lực, cái giọng hát của bạn và cái thái độ làm việc. Rồi nói chung là khi mà đặt mình vào việc á, ví dụ như nó ra việc cái người ta mới thấy là à ok, tôi thích làm việc với cô này và tôi muốn là làm việc nhiều hơn với cô. Chứ không, tại vì đã Hollywood thì ở đâu họ là đều là những người nổi tiếng và họ không tìm để làm việc với mình bởi vì mình nổi tiếng. Cho nên là họ cần cái cho nên là em nghĩ là Tường cũng đã phải show ra cho họ một cái nguồn năng lượng nó rất là tích cực. Và ở đâu đó thì mình cũng đưa một cái gì đấy nó rất là Việt Nam đến để vừa là họ cảm thấy là à thì bây giờ tôi đã biết thêm là có đất nước nữa và có thêm Vũ Cát Tường nữa. Chưa biết là nghệ sĩ là chữ cái nào trong bảng chữ cái nhưng mà đã rất là muốn và làm việc tiếp tục rồi. Thì thôi thì năm nay nó cũng là tình hình chung như thế. Thì đặc biệt là Sơn FM cùng với Sugar thì cũng mong rằng là cái việc quan trọng của mình rồi là ra mắt cái EV này rồi là Vũ Cát Tường vẫn giữ gìn sức khỏe nữa để sang năm rồi mình sẽ tiếp tục là cái hành trình đó. Nhưng mà Tường bay qua Mỹ là em yên tâm, chứ Tường mà bay lên mấy hành tinh kia thì là em mới sợ nè. Không thì không biết là em đi mấy triệu năm lên đó phỏng vấn được Tường hoặc là mời được Tường quay đến đây nữa thì cũng hơi xa, đúng không ạ? Bây giờ thì trong cái bài hành tinh ánh sáng này thì có một cái từ mà giống như lúc nãy Tường nói ấy, là nếu mà đặt là em bé hay là em gì đó thì nó nghe mọi người là tìm tên bài hát hoặc là mọi người nghe được cái tên đấy thì mọi người sẽ hiểu về bài hát gần hơn. Thế thì em thì em thấy hành tinh ánh sáng cũng hay rồi. Em không nghĩ là tên em bé đâu, kiểu nhiều khi em bé nó lại nghe nó lại chỉ tin nó lại nhỏ tuổi quá thì nó lại không hợp với Tường. Dạ, đúng rồi. Tường không nghĩ là Tường em thì bé đó. Thì tức là mình thì cũng nhẹ nhàng dễ thương hơn nhưng không đến mức là em bé. Thì em mới thấy là với hình ảnh của Tường như vậy, và Tường cũng nói là nếu mà đặt là em bé là không hợp này. Thế nhưng mà sao mình lại chọn cái từ đó để mà hát trong ca từ của mình mà mình viết vào, sao mình không gọi là cô gái thôi chẳng hạn. Em là em bé là một cái từ mà Tường không biết là Tường đã dùng cái từ đó bao giờ. Tường không nhớ được mà Tường chỉ nhớ là mỗi lần mà Tường gọi một bạn gì đó bé hơn Tường, Tường gọi là em bé cho Tường mượn cái này cái kia. Rồi kể cả fan của Tường cũng gọi là như vậy. Cho nên là có lẽ là nó xuất phát từ cái cách mà mình gọi, mình giao tiếp bình thường thì mình thấy là cái từ đó dễ thương. Thay vì mình dùng cái từ cool hơn, ngầu hơn là baby thì là nó kiểu là nó bị tây ấy. Thì nhưng mà trong một cái, tại vì năm ngoái Tường đã làm một cái album nó là song ngữ, thì năm nay Tường muốn làm, khi mà tất cả bị lockdown thì mình lại muốn làm một cái gì đó thật sự rất rất là Việt Nam. Là tất cả những cái từ Tường không muốn dùng một từ tiếng Anh nào trong những cái bài tiếng Việt của Tường. Em nghĩ nếu mà tiếng Việt của mình có một cái từ mà để mà diễn tả đủ cảm xúc như thế thì mình cũng không cần thiết là phải dùng cái ngôn ngữ khác. Mình nghe em bé rất là dễ thương rồi. Chắc nhờ Tường tới giờ cuối chương trình là cũng gọi em thế nha. Em bé Sugar. Trời ơi, được qua nghe này cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Thế thì cái nguồn cảm hứng nào thì rốt cuộc là ngoài cái chuyện là mình gọi nhau ngoài đời thường này, rồi là mình hay gọi mọi người bằng cái yêu yêu em bé này, thì liệu có cái em bé nào là nguồn cảm hứng để mà Tường sáng tác ra ca khúc này không? Nhiều em bé cho Tường cảm hứng. Gọi là thật ra cái người mà cái nhân vật mà Tường đã cho Tường cảm hứng đó chính là fan của Tường. Chẳng là fan các bạn. Chính là fan của Tường, tại vì có một câu trong bài Hành Tinh Ánh Sáng Tường viết là: này em bé ơi, thật lòng anh muốn hỏi điều gì ở anh làm em trở nên yêu mất lối. Thật ra đó là cái câu mà Tường luôn hỏi fan của Tường, là tại vì Tường không phải là dạng, Tường không biết mọi người nhìn nhận như thế nào, nhưng bản thân Tường không nhìn nhận Tường là một ca sĩ idol. Tường nghĩ là Tường gần với cái từ nghệ sĩ và ca nhạc sĩ hơn. Nhưng mà Tường không biết vì sao mỗi khi mà Tường làm show, mỗi khi mà Tường ra sản phẩm, thậm chí là những khi mà họ thể hiện cái sự nhớ nhung Tường, không chỉ là âm nhạc của Tường mà còn nhớ Tường nữa, thì Tường cũng không biết tại sao lại có được cái cảm xúc đó và cái phúc phần đó trong cái chuyện là được người ta yêu thương. Tường nghĩ là cái điều đó không phải ai cũng có được, huống chi là mình cũng không phải là một người quá là gọi là dữ dội về mặt hình ảnh rồi PR rồi media các kiểu. Thì mình chỉ làm nhạc xong rồi mỗi năm mình lại ra một album, xong rồi concert rồi này kia thôi, nhưng mà mọi người vẫn rất là yêu mình.
Tức là mình không theo cái mô hình kiểu như là idol, yeah, là tổ K-pop, chức để yeah. xong rồi là các bạn là phải gọi tôi thế này nhé, yeah, là yeah. mình không có những mô hình như vậy. Nhưng mà em nghĩ là bởi vì có khi người ta lại yêu, bởi vì là mình không có biết gì cả. Yêu cái sự mà có cái gì đấy nó rất là ngây thơ, có cái gì đấy nó rất là em bé. Tường thì không ngây thơ. Tường thì không ngây thơ, nhưng mà Tường có thể nó là Tường sống khá là đơn giản. Nó em khá nghĩ là từ đơn giản đó. Em nghĩ mãi mà em lại nhìn Tường thế nào mà em lại thành ngây thơ nó. Thì tin rằng là với cái sự gọi là chân thành nhất của mình như thế, dù là mình chẳng có, tức là mình không có tính toán, mình không có kế hoạch gì cả. Mình không có quá cụ thể là hôm nay tôi sẽ marketing vào chỗ này, hôm nay tôi sẽ buy PR vào chỗ kia, hay là tôi sẽ mặc cái bộ đồ nào. Nhưng mà có lẽ chính vì cái điều nó mộc mạc như thế thì mới là một vụ Cát Tường mà tất cả các bạn fan đang yêu mến. Thì chắc là bây giờ các fan mà nghe được cái bài này rồi hỏi sao em lại va vào anh thế. Va vào đời anh đi. Thế nhưng mà em có nghe bài đấy không? Em có chứ. Có, em mới ngồi đây em hỏi chứ không nghe là chết. Okay. Nhưng mà va mà nhiều thế thì chắc Tường cũng hơi đau á. Không các bạn thì không bao giờ xô đẩy. Dạ, tôi không biết sao cũng hay, nhiều khi là rất là đông nhưng mà không bao giờ xô đẩy. Dạ, giỏi. Thế là các bạn cũng phải gọi là kiềm chế giỏi á, chứ như em là em xô á. Nãy giờ là em muốn xô quá nè, quá quá nè. Xô ở bức tường không may quá, may mà rồi em làm xong cái này. Bây giờ chắc là em sẽ tò mò một chút xíu về cái MV đi ha. Thì Tường cũng có chia sẻ rằng là có cái MV mà mình đã quay rồi nhưng mà nó lại bị mất dữ liệu. Thì bây giờ là em chưa có được xem cái MV đó. Mình có thể chia sẻ một chút xíu là cái đó nó nội dung nó như thế nào, hay là cái ý tưởng của cái MV gốc nó làm sao. Thật ra nếu mà Tường có thể sửa được thì Tường cũng đã cố gắng gửi đến mọi người. Đúng là mình tính không bằng trời tính. Thì cái nội dung của MV nó cũng không phải là quá phức tạp. Cái chuyện mà nếu mà em có xem qua cái poster của Tường thì em có thể thấy là một cô gái đến từ một cái hành tinh khác nữa. Một cái không hành tinh khác nữa. Một đó. Cô bạn gái kiểu là một cái em bé đó, em bị kiểu như là em đang bay trong không gian thì em bị té xuống cái hành tinh của mình và nằm ngay đó. Rồi. Trời, Tường tả nghe kinh dị quá à. Té xuống và mình nằm ngay đó. Có nghĩa là nó bị rơi xuống cái spaceship của bạn đó nha. Hạ cánh chứ. Thì kiểu như là khi mà mình cũng không, có nghĩa là cái concept là mỗi một cái hành tinh nó có một cái đặc điểm nhận diện khác nhau, cả về ngôn ngữ lẫn là cái cơ thể và cái cách mà mình giao tiếp. Thì khi mà cô bạn đó ở trên cái hành tinh của Tường thì Tường lại dạy cho cô bạn đó cái cách để nói chuyện theo cái ngôn ngữ của mình, và dẫn cho các bạn đó xem những cái điều kỳ lạ trong cái hành tinh của mình. Ví dụ như là trong hành tinh của mình mọi thứ nó đều rất là lớn, từ những cái cây nó rất là kỳ lạ. Và cái một cái đặc điểm là từ khi mà cái bạn đó tới thì cái bạn đó đến từ cái hành tinh rất là nở hoa, còn mình là một cái hành tinh làm chỉ có một mình và chỉ với ánh sáng, với những cái khối thủy tinh lớn nhưng mà sắc nhọn. Thì chính cái bạn đó tới và bạn đã làm cho nguyên cái hành tinh của Tường nở hoa. Và cái bạn đó đi đến đâu thì cái hoa nó sẽ nở ra tới đó, và làm cho cái hành tinh ánh sáng nó được ấm lên. Thì giống như là một cái sự đồng cảm về mặt cảm xúc của hai con người. Cũng có hai thế giới khác nhau, hai thế giới chào hỏi nhau, ba bốn câu chuyện này kia. Thì khi mà Tường nghĩ là khi mà mọi người nghe cái bản audio thôi thì mọi người cũng đã có thể mường tượng ra cái cách mà hai người đó gặp nhau. Thì MV nó không có gì phức tạp hết đó, nhưng mà Tường và ekip ứng dụng vào cái hiệu ứng 3D rất là nhiều để mà đưa ra được cái concept không gian. Nhưng mà rất rất tiếc là không thể gửi tới mọi người. Em thì em nghĩ là nếu mà như Tường chia sẻ như thế thì mình cũng mường tượng được rồi. Nói chung là mình cũng tưởng tượng được một khung hình đấy, khi có những cái khối băng sát sát trong phải kiểu như thủy tinh yeah. xong rồi là những cái bông hoa nó nở dần trên đấy, và khi là hai thế giới ở hai cái hành tinh khác nhau, nhưng mà qua âm nhạc, qua cái việc là em bé ơi cái là hai thế giới là giao lưu. Đúng là từ em bé là giải quyết được tất cả. Thì em cũng nghĩ thôi, thì nhiều khi nó cũng là cái duyên của mình đối với những cái sản phẩm, đúng không ạ? Đúng nghĩa năm nay kiểu từ lúc mà mình làm
làm EP này, thì Tường nói với em là giống như là mình phải bạn cũng hơi thay khó đổi đó. Mọi thứ để mình làm lại hết. Cho đến cái MV này mình cũng cảm giác là đúng là chỉ có một mình cần mọi thứ. Thì thì chắc là do cái nó giờ phải như vậy, nó thế, nó phải như vậy. Hơi đi hành tinh ánh sáng thì Tường cũng phải từ từ, Tường đến một mình trước để Tường giới thiệu đã. Là tôi hành tinh ánh sáng thì Tường đưa nhiều người quá là người ta sợ đúng không? Thế thì mình đã thay bằng một cái phiên bản MV mới là chỉ có một mình Vũ Cát Tường thôi, và xung quanh là nền trắng cộng thêm là những cái lyric của bài hát nó rất là dễ thương nữa. Nhưng mà em thấy nhá, nếu mà chỉ có một mình Tường trong khung hình mà gần 4 phút như vậy thì Tường có bị kiểu như là lúc mà đứng diễn xuất có cảm thấy là tay chân nó khó khăn hay là có cái gì đấy khó cho Tường không? Không, Tường thì lại thấy cái đó nó dễ hơn cái chuyện mà quay MV á. Tại vì khi mà chỉ một mình Tường thôi không thì cái thế giới là của mình và mình cảm giác là mình làm gì cũng được trơn, mình không cần phải tương tác với ai trơn và tất cả mọi thứ đều rất là dễ dàng. Nhiều khi mình có làm sai cái động tác này thì người ta cũng tưởng là đúng. Còn được quay gương mặt bên kia thì cũng vẫn là như thế. Nhưng mà Tường quay lại cái MV đó là mất trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Chưa đầy nửa ngày. Tôi nghĩ là từ 6 giờ sáng là có mặt ở studio và tới 12 giờ trưa là đóng máy rồi. Thật ra mọi người cũng kiểu cố gắng để mà có một cái gì đó kịp như cái thông báo của mình. Để nói là một cái gì đó mình tự hào thì không, nhưng là một cái gọi là để giữ được cái lời hứa của mình với khán giả của mình thì một phần nào nó cũng được an ủi. Nhưng mà dù gì thì Tường cũng nhân đây muốn gửi lời xin lỗi tới khán giả của mình vì đã không thể gửi lại cho mọi người một cái phiên bản tốt hơn như vậy. Thì em nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ hiểu cho cái chuyện này thôi. Bởi vì thực ra cũng như Tường nói đấy, nhiều người cũng bởi vì là giữ là hôm nay nhất định phải ra mắt. Và thậm chí nha, có thể như kiểu là nhiều nghệ sĩ là làm là có nhãn hàng nữa. Là kiểu như là ép là ngày đó phải ra mắt, phải phiên bản này kia thì sẽ cố là đưa ra một cái bản dù nó không được hoàn chỉnh lắm, nên là kiểu chưa đúng ý mình lắm cũng đưa ra. Nhưng mà Vũ Cát Tường đã chọn một cái cách khác, tức là làm một cái thì có thể là nó không có đặc sắc như thế kia, nó không có đúng chắc hoàn chắn toàn là nó không thể độc sắc bằng, nhưng mà nó cũng thể hiện đúng cái tính chất mà mình mong muốn đến để cho mọi người cũng sẽ được tận hưởng. Thì hy vọng là trong những cái bài sau hoặc là cái dự án sắp tới nữa thì mình sẽ có được một cái sự làm việc nó suôn sẻ hơn. Còn năm nay thì đó em là cầu nguyện cho Tường. Em tin là như thế. Thì nếu mà Tường cứ chăm chỉ lên Son FM thì kiểu gì được thôi. Em thấy mọi người lên đây là đều ra MV đều đặn lắm. Thế thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ giải lao một chút về âm nhạc đi ha. Ngực chiều đập vào lòng ngực như muốn làm anh quên em. Ca khúc mới là Hành Tinh Ánh Sáng thì cũng chưa có lâu lắm, nhưng mà hôm nay em xem thì cũng có hai cái bản cover của hai nữ ca sĩ, đó là bạn Yuki San này. Rồi Yuki San đầu tư lắm. Văn Mai Hương. Mà đúng là như Tường nói là Yuki San đầu tư, và kiểu ở dưới có mấy bạn bình luận á là bảo là Yuki San cover mà như là đóng ở trong ngay cái MV trong cái studio của Vũ Cát Tường luôn. Rất nhập tâm vào Hành Tinh Ánh Sáng luôn. Là như vậy luôn, ở trong là phông trắng luôn. Đã có hai cái bản cover như thế rồi mà còn có một Yuki San cũng như là một nàng tiên tuyết trắng như thế, thì Tường nghĩ sao về việc rằng là khi mà mình ra bài hát thì các nghệ sĩ, những cái đồng nghiệp của mình mà hát lại bài của mình? Tường cảm thấy rất là vui và có một phần gọi là vinh dự khi được mọi người yêu cái âm nhạc của mình. Và thật sự là tôi nghĩ một phần là họ cũng muốn là support Tường, muốn động viên Tường thông qua cái sự cố vừa rồi. Họ muốn là cùng Tường lan tỏa cái âm nhạc của Tường theo một cách nào đó trong cái phạm vi họ có thể giúp đỡ được. Tường đó tôi nghĩ là cuối ngày cuối giờ thì giống như là mình mất cái này nhưng mình được cái kia, giống như là mình mất đi cái phiên bản nó đẹp nhất của cái MV, nhưng mình đổi lại thì mình thấy được cái sự yêu thương không chỉ của khán giả mà còn của những đồng nghiệp của mình, và đặc biệt là team của Tường đã rất rất là nỗ lực. Em nghĩ là nhiều khi mình mất đi cái phiên bản mà gốc á, nhưng mà mình có thêm nhiều cái phiên bản khác. đúng hát mà cũng Hành Tinh Ánh Sáng, nhưng mà có bản nó tối hơn chút. Có bản nó không có ánh sáng nó biết luôn. Có bản trắng xóa luôn. Giống như Tường nói ấy, là trong cái bản cover của Văn Mai Hương á, là Hương cũng hay từ đầu, Hương nói luôn là mới ra thôi nhưng mà Hương thấy bài này hay quá. Hương không đợi được. Hương nghe bài này, thật ra Hương nghe bài này từ lúc mà Tường có cái bản demo cơ. Thế Hương rất là thích, và Hương nói trời ơi, tối hôm đó là Hương đã nhắn cho Tường là
Trời ơi, viết cho em hả? À? Khóc luôn. Chuyện sao sống chuyện của em thế đấy. Thế à, vậy tao thành công rồi. Xong là lúc tưởng đó là Hương đòi lấy bài đó luôn. À, chứ là từ lúc đầu là Hương đã thích bài đó rồi. Nà. Lúc ra thì Hương cover. Mà. Và phần lớn, tôi nghĩ là phần nhiều, một phần vì Hương và Chuki San thích bài hát là một, và với hai là bởi vì muốn ủng hộ cho Từ. Dạ, em nếu mà Hương mà nghe bài đó từ hồi có demo thì chắc là Hương cũng đợi lâu lắm rồi đó quý vị. Ôi, nhưng mà mình cũng nói vui vậy thôi. Tin rằng là các bạn fan thì mình thấy được cái sự lan tỏa của cái ca khúc của thần tượng của mình thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là vui. Dù là ai hát thế, miễn là mình có nhắn tin đàng hoàng, cứ theo luật bản quyền. Okay, đúng không ạ? Thì mong rằng là âm nhạc cũ Cát Tường cũng sẽ là một cái điều gì đó như Tường nói là đi ngược lại một chút với số đông. Như kiểu là một mình trong một hành tinh đó, nhưng mà qua âm nhạc thì mình sẽ kết nối được với nhiều người hơn nữa. Sau khoảng độ em nghĩ là khoảng 7 năm mà mình bắt đầu cái sự nghiệp nghệ thuật của mình thì mình đã thực hiện là 4 dự án âm nhạc dài hơi. Tức là ví dụ là mình có 3 album này, có Giải Mã này, Stardom In Me, và đến bây giờ là chuẩn bị đây là có cái EP 1 triệu năm ánh sáng. Thì đây đã là 4 cái dự án khá là dài, mà trong cái thời gian thì cũng khoảng độ cũng ngắn ngắn. Ví dụ như Stardom là 2018 này, In Me 2019, và bây giờ là 2020. Thì làm việc với những cái dự án dài như vậy nhưng trong cái tuần suất thời gian nó cũng khá là gần nhau á. Thì Tường có cảm thấy nó khó khăn thì không, hay là mình có một động lực nào để mà mình luôn luôn làm việc theo cái tốc độ nó em nghĩ là cũng khá là dày á. Ừ, tôi nghĩ là Tường đặt khá là nhiều thời gian vào trong âm nhạc. Tường hiểu là trong cái gọi là cái thế giới vật chất ở trái đất này thì thì người ta sẽ thích những thứ nó liền. Nó liền, như là những thứ có thể show ra được cái thành tích liền lập tức. Ví dụ như là MV ở trên top trending chẳng hạn. Thì dạo gần đây khi mà ra cái MV này, Tường mới thấy là FM của Tường, fan club của Tường mới bắt đầu là phải đẩy kay view. Thì nghĩa là thành tích nó cũng là một điều tốt, nhưng mà Tường nghĩ là cuối ngày cuối giờ thì Tường vẫn thích sáng tạo. Và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như những cái sáng tạo đó nó đem lại những cái sự ghi nhận xứng đáng cả về mặt thành tích, cho đến cái gọi là thành tích trong cái suy nghĩ của người trái đất ấy. Cho đến tức cái là, chuyện tức là cảm là về những cái mặt chuyên môn nữa, chuyên môn và về cái đó. Nhưng mà từ tận sâu trong mình thì mình nghĩ là mình viết nhạc như hơi thở mà. Thì ngày hôm nay viết được bài này thì ngày mai viết bài khác, nó không phải là vấn đề là dài hay không dài, mà là mình muốn làm cái gì thôi. Còn mình trong lúc mình làm cái đó thì những nghệ sĩ khác họ vẫn làm cái khác. Tùy thôi. Nó tại vì là em thấy nhá, nếu mà như người ta chỉ ra có một bài thôi, tức là họ có một single thôi, thì họ cũng sẽ đỡ vất vả hơn mình. Đúng, chính xác. Nhưng mà bây giờ mình ra thì xong rồi mình làm hẳn một cái mini album nữa, thì mình đồng nghĩa với việc là mình cũng sẽ thách thức hơn chứ. Vì nếu mà ra một bài thì người ta tập trung bài đó thôi. Chính xác. Nhưng bây giờ Tường ra bài này, xong rồi Tường còn 4 bài nữa. Thì ví dụ bài này nó thành công quá, những bài sau có hay thì người ta cũng lại bị kiểu cái ánh sáng cái đầu tiên nó lu mờ đi một xíu. Nhưng mà em nghĩ đó cũng là một cái cách đi của mỗi nghệ sĩ khác nhau. Ví dụ như chỉ có như vậy thì mới là Vũ Cát Tường thôi. Tôi nghĩ là tại vì trong cái thế giới của Tường nó nhiều màu sắc quá. Nó không chỉ có ballad đâu. Nếu em nghe thật sự trong thực ra cũng cảm ơn em vì em đã nhắc lại là 2018, 2019, 2020 Vũ Cát Tường đều ra album và EP. Thì chính xác là 10 bài, 8 bài, 4 bài, 5 bài là bao nhiêu bài cộng em luôn. Tổng cộng là đâu đó 20 bài. Chắc có 20 mấy bài đó. 20 mấy bài, Tường đã viết 20 mấy bài hoàn toàn mới trong vòng 3 năm. Và Tường đã cho ra mắt bao nhiêu đó thì Tường nghĩ là có lẽ là tình yêu Tường dành cho âm nhạc nó lớn thật ấy. Và kể cả Tường cũng không biết cho đến khi em nhắc lại. Nhưng em nghĩ ngoài cái tình yêu âm nhạc mà Tường nói ấy, còn có một tình yêu nữa, đấy là tình yêu dành cho những cái quý vị thính giả, những cái bạn fan yêu âm nhạc của mình ấy. Thật sự em nghĩ nghệ sĩ mà khi mà ra được với một cái tần suất như vậy ấy, cũng là bởi vì là có những người ta đang chờ mình. Kiểu thấy người ta chờ quá rồi. Ví dụ đến đúng hôm vừa rồi mà mình không ra hành tinh ánh sáng là sẽ có rất nhiều người buồn. Có thể là bởi vì mình cũng muốn là không chỉ là một bài để mà người ta đỡ nhớ, mà cho hẳn 5 bài luôn. Luôn. Để mọi người nghe là thỏa mãn luôn. Rồi sau đó là Vũ Cát Tường lại có thời gian cho mình nghỉ ngơi. Thường lại thì sức. Tường sẽ xong một dự án là Tường lại lui về. Tường lại trong cái thế giới, trong cái hành tinh của mình làm việc của mình xong rồi. Khi nào mình ra được, khi nào mình
tạo ra được một cái artwork của mình lại. Đây này, đồ của tôi đây. Lại xuống trên đất. Lên thuyền lại xuống. Trời ơi, tưởng đi lại vất vả. Không sao. Quen rồi ạ. Ôi trời, em cũng tò mò quá. Hôm nào có rảnh em tranh thủ em lên trốn chơi này, đúng lên không? Chơi tí nhá. Vâng. Xem nào cho đỡ vì hình ra cô đơn. Ok. Và đúng là cũng rất là dễ thương. Một lần nữa cảm ơn Vũ Cát Tường rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với Zone FM và cũng chia sẻ cùng với Sugar trong buổi tối ngày hôm nay. Và bình thường thì đến cuối thì mình mới hỏi về những cái dự án sắp tới. Nhưng mà ngay từ đầu là Tường đã rất hào phóng với em rồi. Và Tường đã giới thiệu luôn những cái ca khúc mà sẽ có trong cái EP sắp tới ra mắt đây vào ngày 18 tháng 11. Thì hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ chờ đón cái EP này. Rồi là chia sẻ cái sự yêu thương của mình đến với tất cả các bài hát trong album luôn. Chứ không chỉ là riêng Hành Tinh Ánh Sáng không. Nhưng mà cũng hy vọng là Hành Tinh của Tường cũng sẽ gần lại một chút. Mình làm cầu đường các cơ sở vật chất xíu. Đi lại cho nó gần gũi Tường ha. Không sao. Rồi. Một lần nữa cảm ơn Vũ Cát Tường rất là nhiều. Và cũng cảm ơn quý vị thính giả vì đã lắng nghe chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra thì em nghĩ là càng nói chuyện thì mình càng muốn nói nữa. Nhưng mà thời lượng thì cũng có hạn. Thì cũng chúc cho Vũ Cát Tường sẽ có thật nhiều những cái thành tích mới, có sự thành công mới. Và cái thành công nhất mà em mong muốn Tường sẽ đạt được, đấy là cái sự yêu thương của quý vị khán giả thật là nhiều hơn nữa đến với Tường. Mặc dù Tường thì không idol nha mọi người, không thích idol. Nhưng mà sẽ là một người nghệ sĩ mà luôn luôn gắn bó, một đồng hành cùng với tất cả các bạn khán giả của mình. Voi Sugar. Dạ, và nếu mà có những cái dự án sau nữa thì chắc chắn sẽ không quên Son FM. Dạ vâng. Okay. Nhớ lên nha, chú em gửi mail lên Hành Tinh Ánh Sáng là hơi lâu. Nói vui vậy thôi chứ mời Tường là Tường rất là dễ thương và lên ngay á quý vị. Mới gọi sáng là tối đến liền. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Cảm ơn Vũ Cát Tường. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối ngủ thật ngon và thật ấm áp bên cạnh âm nhạc của Vũ Cát Tường nha. Bye bye. Bye. Wearing the lights amongst the crowd, but all I care about is you.